anh ba đi mua hàu nha các bạn. Đi nãy ra hả? Dạ. Có gì ăn mấy chú giả đây nãy ra ba cái nước đó đâu còn không? Không thì nãy ra về tôi bỏ cái tủ đá. Là con nói chuyện nào về ăn hả nãy chứ giờ nãy giờ con hàu teo héo là mất hết cái nước ngọt ở trong con hàu không còn cái chất ngọt nữa. Không 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 sao đâu, không sao. Nãy mình chạy đem về. Lựa mấy con chắc thôi. Vậy hả? Dạ không có lựa hả? Con nào cũng chắc hết trơn, con nào cũng chắc hết. Mua ghẹ nha các bạn. Đó, anh ba mực còn sống luôn đó. À, nãy có mua rồi phải không? Đã luôn còn sống luôn. Cái con nào ngon. Thôi. Quá đã rồi. Này chắc hả chị, chất lượng phải không? Dạ. Không ngon không lấy tiền. Không ngon mà không lấy tiền luôn. Rồi cho 2 ký vậy đó. Có 2 ký nhiều dữ rồi ta. Cái này mới luôn, mới lên luôn, đã luôn. Quá ngon luôn, đều nha. Dạ. Chất lượng phải không chị? Trời mưa nữa thôi. Ôi tụ. Chợ Bình Thắng nha các bạn. Sáng giờ đầu vô nhóc luôn. Rồi cá đuối nó tươi xanh luôn. Rồi. Cá ấy chảng luôn. Cái gì? Cá nâu. Nhà có con trai không nữa. Rồi có con cá đó bự, cá lạc hay gì á. Đây cua nè các bạn. Quay đầu được rồi. Tại bây chị có cá đuối thì ủng hộ chị, tại ra đây mua hoài. Đều ngã dù luôn. Gió dữ. Dư kỹ. Làm cái gì cậu? Bà cô hỏi làm cái gì? Dạ làm luôn. Dạ làm luôn cái gì? Mượn gì làm luôn đợi chút. Ba cái nâu đó ngon vậy ba ơi. Thank you.
em vòng cái rỗng cho anh mua. Trời ơi, quá chừng cả đói luôn. Con nào cũng lấy bự hết ra luôn. Dạ, để hồi tới anh kia anh có mua, tài chở anh đi mua. Bữa nay có tao không tại sạp. Chị mặn giùm luôn á hả chị? Dạ, mặn nó giả rồi xẻ tao mà phục vụ khách nè. Dạ. Giao hàng tận nơi. Giao hàng tận nơi luôn. Về cái là kho ăn liền luôn, khỏi mặn. Đây con cá ngát bự hết ra luôn rồi các bạn ơi. Cua luôn. Dạ, quay luôn đi. Dạ. Sao mưa ướt phải không chị? Rồi.